Phút đi nhà quê xin chào quý vị và các bạn. Quả sake chắc chắn không hề xa lạ với tất cả chúng ta phải không ạ? Và khi nhắc đến sake, ngoài món chiên đã quá nổi tiếng thì món sake kho tộ lại mang một âm hưởng, hương vị hoàn toàn khác biệt. Với vị bùi, dẻo, ngậy và thơm ngọt đầy quyến rũ, chắc chắn sẽ là món ăn thực sự hao cơm. Hôm nay, Foodie nhà quê xin phép được hướng dẫn quý vị và các bạn món sake kho tộ. Hy vọng đây sẽ là một món ăn không thể thiếu trong thực đơn món chay của quý vị và các bạn. Cùng Foodie nhà quê bắt tay vào thực hiện nhé! Hôm nay, Foodie nhà quê vừa được cho 2 quả sake. Hai quả này thì đều đã già nhưng chưa chín. Nếu quý vị và các bạn muốn món sake kho tộ ngọt đậm thì chọn mua những quả sake chín. Foodie nhà quê lại thích những quả sake già như thế này. Ưu điểm là cực kỳ bùi, dẻo và không hề bị nhão như sake chín. Đầu tiên, Foodie nhà quê sẽ đi sơ chế sake. Chuẩn bị một thau nước muối, dùng dao bổ quả sake ra làm bốn, dùng dao bào gọt vỏ, bỏ lõi, thái miếng dày khoảng 1 đến 1,5 cm. Sake dùng để kho nên thái miếng dày hơn khi dùng để chiên, như thế món sake kho tộ sẽ thơm ngon hơn. Sau đó ngâm với nước muối trong vòng 15 đến 30 phút, giúp loại bỏ mủ trong quả sake, đồng thời cũng giúp cho miếng sake của chúng ta không bị thâm đen. Cuối cùng là rửa sạch, vớt ra và để ráo nước. Cách làm sake kho tộ như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi chiên sơ hai mặt của miếng sake với lửa vừa. Sake dùng để kho nên quý vị và các bạn không cần phải chiên quá chín, chỉ cần chiên cho lớp sake săn thịt là được. Trong thời gian chiên, Foodie nhà quê sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu để kho. Chuẩn bị sẵn hành tím đập dập, thái nhỏ hoặc băm nhỏ. Một ít ớt, hành lá cắt khúc. Pha hỗn hợp kho sake gồm: một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm, ba muỗng nước tương. Một muỗng mặt mía. Nếu quý vị và các bạn sử dụng sake chín để kho thì chúng ta bớt lại, chỉ sử dụng 1/2 muỗng mặt mía là được. Và đây là sake sau khi chiên xong. Sau khi chiên sake xong, chúng ta sử dụng một cái nồi đất cho lên bếp để ở mức lửa vừa. Cho một ít dầu ăn vào. Chờ dầu sôi, cho hành tím vào phi thơm vàng. Cho sake đã chiên vào. Tiếp tục cho hỗn hợp kho đã pha vào.
cho thêm một ít nước. Food in nhà quê sẽ cho thêm một ít ớt thái lát và vài quả ớt vào để tăng hương vị cho món sake kho tộ và cũng để trang trí cho món ăn thêm phần bắt mắt. Cuối cùng là đậy nắp nồi, kho ở lửa nhỏ tầm 15 phút. Trong thời gian kho, quý vị và các bạn nhớ đảo đều để sake chín và ngấm gia vị. Khi nước trong nồi sake kho tộ đã sánh lại, chúng ta cho hành lá cắt khúc vào, tắt lửa, đậy nắp để lá hành chín hơi. Cuối cùng là cho thêm một ít tiêu xay lên trên bề mặt là hoàn thành. Món sake kho tộ có vị ngọt, dẻo, rất bùi và thơm, khi ăn cùng cơm nóng sẽ rất rất ngon. Quả sake giàu năng lượng và rất nhiều chất dinh dưỡng như các loại vitamin, khoáng chất và các axit béo cần thiết cho cơ thể. Phù hợp với mọi đối tượng, từ trẻ nhỏ đến người già, người ăn chay hay ăn mặn đều có thể sử dụng sake như một loại thực phẩm hàng ngày. Vậy là Food in nhà quê vừa thực hiện xong món sake kho tộ, thơm ngon đậm đà, màu sắc lại bắt mắt, phương pháp thì vô cùng đơn giản. Hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn có được ý tưởng cho những mâm cơm gia đình. Chúc quý vị và các bạn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại.